Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đang theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang năm mới 2023 Quý Mão, ai cũng tò mò không biết trong năm nay số phận của mình như thế nào, đặc biệt là với các gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với quý vị một chút, do cục diện hợp thái tuế nên trong năm nay, quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của quý vị khiến nhiều con giáp khác phải ghen tị nhưng cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây, đôi khi cuộc sống của quý vị gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng từ nay trở đi không cần phải lo nữa. Do cục diện hợp thái tuế nên trong năm 2023 này, quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc đều được hanh thông, thuận lợi. Không những vậy, cũng nhờ vào sự phấn đấu của bản thân trong bao nhiêu năm, nên sự thành công đó càng được củng cố vững vàng hơn. Quá tuyệt vời phải không ạ? May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng với gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong năm nay. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này nhé! Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi video phân tích về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm 2023. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 có mệnh Ốc Thượng Thổ, họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, xô xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ và xa lánh. Nữ mạng Đinh Hợi là người rất tình cảm, nhưng đôi khi họ lại quá yếu đuối và hay bị cảm xúc chi phối. Trong công việc họ rất nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần xác định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết công sức để đạt được. Tuy nhiên, nếu thất bại, họ lại rất dễ xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Vì vậy, Đinh Hợi nữ mạng rất được lòng những người xung quanh, bạn bè, người thân quý mến. Vào năm Quý Mão, vận trình tuổi Đinh Hợi ổn định, tuy không đến mức quá cắt lợi nhưng cũng không quá xấu. Ở độ tuổi này, bản mệnh yên tâm an hưởng tuổi già, không phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề tài chính hay con cái. Gia đạo an yên, bản mệnh được con cháu quan tâm và chăm sóc. Tuy nhiên, vì cô thần hung tinh ảnh hưởng, đôi lúc mệnh chủ cảm thấy cô đơn, buồn tủi nhưng không có ai hiểu mình, rất cần người bạn đời chia sẻ. Những trường hợp không còn bạn đời, con cháu nên khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng niên để chia sẻ, bầu bạn nhiều hơn, tinh thần sẽ phấn chấn trở lại. Về sức khỏe, cần chú ý đề phòng các chứng bệnh về thần kinh như căng thẳng, mất trí nhớ, lúc quên, mất ngủ. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú, vận hạn là Huỳnh Tuyền. Hạn tam tai, gia chủ Đinh Hợi nữ mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc. Kim lâu, không phạm kim lâu. Về địa chi, Mão và Hợi trong bộ tam hợp Hợi Mão Mùi sẽ tạo thành mối quan hệ hài hòa. Năm nay gia chủ như gặp được thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Xét về mối quan hệ thiên can Đinh Âm Hỏa gặp Quý Âm Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm, những gia chủ Đinh Hợi nữ mạng sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý cẩn thận, dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Đinh Tị, tháng tự âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Đinh Hợi nữ mạng, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng.
Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Đinh Hợi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch, bởi sao Thổ Tú là sao xấu chủ về tai nạn kiện tụng. Người bị sao này chiếu mệnh thì nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, 5 ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lại năm nại, lại năm lạy mà cầu xin trung ương mậu kỷ Thổ Tú Tinh Quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp. Sao Thổ Tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được những thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ vui vầy đón xuân cùng gia đình. Đây là tháng có nhiều tin vui đưa tới tài lộc cho gia đình, gia chủ. Tháng 2, trong tháng này có tin vui về công việc của thành viên trong gia đình. Tháng 3, đây là tháng người trong nhà đi xa trở về, tuy nhiên gia đạo có sự mâu thuẫn, bất hòa. Tháng 4, hao tán về tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Tháng 5, cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh hạn thị phi. Giấc ngủ của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt, thường xuyên mộng mị, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 6, có vài xích mích mâu thuẫn với gia chủ, đồng trang lứa. Tháng 7, đi lại cẩn thận, trọng tránh chay. Đi lại cẩn trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Tháng 8, trong gia đạo của gia chủ tháng này có người già ốm đau bệnh tật. Tháng 9, gia chủ ra ngoài trong tháng này cẩn thận gặp phải cửa quan hoặc di chuyển vùng sông nước nên hết sức chú ý. Tháng 10, mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng xung quanh hóa giải được những mâu thuẫn từ trước. Tháng 11, sức khỏe không được tốt, đặc biệt cần chú ý các vấn đề răng miệng. Tháng 12, chú ý di chuyển xe cộ hoặc có tì vết về tay chân trong tháng cuối năm, dù với đó tháng này tiền bạc cũng hao tổn nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, hầu hết những người tuổi Đinh Hợi ở tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp nữa. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì đây không phải là một năm may mắn. Gia chủ có thể tham gia vào các dự án bất động sản hoặc hùn hạp vốn làm ăn với người quen, nhưng điều không đem lại lợi nhuận như mong muốn, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Về tài lộc, không ít người sẽ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả, đã kéo dài quá lâu, gia chủ nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc và lợi dụng. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với việc làm và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất.
Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi Đinh Hợi sinh năm 1947, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định và hài hòa. Đặc biệt nữ mạng sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn. Nữ mạng tháo vát, giỏi lo toan, nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân, nên gia đạo vô cùng êm ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm. Đến độ tuổi này, tình yêu và các mối quan hệ không còn quá quan trọng với gia chủ nữa, nhưng cũng là chút an ủi, niềm vui có người bầu bạn khi tuổi già. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với các con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, xúc khị tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Đinh Hợi, sinh năm 1947 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.